Cuộc tập trận mang tên Trident Juncture 2018 diễn ra tại Na Uy với sự tham gia của 50.000 binh sĩ, 10.000 xe quân sự, 65 tàu chiến và 25 máy bay đến từ 31 nước, trong đó có tất cả 29 nước thành viên của NATO cùng hai đối tác là Phần Lan và Thụy Điển. Trước đó, Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg nhấn mạnh, mục đích của cuộc tập trận là nhằm đối phó với môi trường an ninh tại châu Âu đang xấu đi đáng kể những năm gần đây. Trident Juncture đã gửi một thông điệp rõ ràng rằng NATO không tìm kiếm sự đối đầu nhưng sẵn sàng bảo vệ tất cả các đồng minh trước mọi mối đe dọa. Đại sứ quán Nga tại Oslo đã ra tuyên bố chỉ trích cuộc tập trận này là hành động khiêu khích khi cho rằng mục đích chính của cuộc tập trận này là nhằm chống lại Nga.